Đến mẫu hoa tiếp theo thì đây là hoa vẫn là hoa dại. Thì từ cái đuôi này thì chúng ta sẽ tạo ra là khoảng 4 mẫu hoa nhé. 4 mẫu hoa, đuôi này là hoa dại. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là lần lượt các mẫu này. Đầu tiên là mẫu hoa dại đầu tiên này, thì mình sẽ vẫn bắt trụ nằm cái đuôi, mình sẽ ngửa lên và mình sẽ xoay vòng tròn này. Mình sẽ tạo trụ nằm phẳng ra này. Đó, mình xoay nhiều lớp lên trên này. Thì mọi người chú ý cái cách xoay ấy, thì là mình sẽ xoay ngược kim đồng hồ này. Đó, mình xoay ngược kim, mình cầm như bình thường, mình cầm cái chân dù này, sau đó là mình sẽ xoay ngược kim đồng hồ, sau đó mình sẽ đặt cái đuôi vào và mình xoay theo kim đồng hồ. Cái cạnh nhỏ thì mình sẽ để ở giữa cái dù, cạnh nhỏ mình sẽ để ở giữa cái dù và mình sẽ xoay làm sao cho lúc nào cái cạnh nhỏ nó phải ở giữa. Đó là với các bạn mà chưa biết cách để mà cầm đuôi, cầm cái dù này. Thì tiếp theo mình sẽ bắt cánh này. Bắt cánh thì mình sẽ chia đều 5 cánh này. Bơm đẩy ra này, đi vào trong này, xoay dù đều tay. Tiếp theo này. Chúng ta cũng có thể để nguyên bông như thế này chúng ta trang trí. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho tiếp một lớp nữa chồng lên này. Lớp bên trong này thì chúng ta có thể là đi nó nhỏ hơn một xíu, hoặc có thể là bằng cũng được. Đó. Tiếp theo này. Đó, chúng ta đã tạo được ra một bông hoa. Đến mẫu hoa tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ bắt mẫu hoa tiếp theo này. Vẫn làm trụ nằm như vậy này. Đó. Sau đó bây giờ thì chúng ta sẽ làm cánh rung nhá. Mình sẽ vẫn bắt 5 cánh nhưng mà mình sẽ rung tay này. Đó, và mình sẽ để cho nó nằm đổ cái cánh ra ngoài một chút này. Tiếp theo này. Mình sẽ làm cho cái cánh nó đổ ra ngoài một chút này. Đó. Tiếp theo là mình sẽ bắt những cánh nhỏ xíu ở bên trong này, không rung. Chúng ta sẽ không rung và bắt 5 cánh nhỏ tương ứng với 5 cánh to bên dưới. Đó. Tiếp theo là mình sẽ vẫn bắt nhụy này. Thì ở đây mình sẽ cho một cái nhụy màu xanh ở giữa này. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ bắt nhụy vàng xung quanh. Nhụy này thì thực ra chúng ta có thể đa dạng nhụy, chúng ta sẽ chế biến ra nhiều loại nhụy khác nhau. Mình sẽ chấm nhụy vào. Tiếp theo đến mẫu hoa tiếp theo thì hoa dại tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn bắt cái trụ như vậy này. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ bắt cánh nhỏ thôi này, cánh hẹp thôi này. Mình đưa ra ngoài, mình kéo vào trong luôn này. Đó, mình đưa ra ngoài, mình kéo vào trong luôn. Mình sẽ tạo nhiều cánh. Mình sẽ tạo nhiều cánh chồng lên nhau. Mình sẽ tạo lên các cánh nhỏ và dày vào với nhau, liên tục dày như nhau như này. Đó, vậy là mình đã tạo ra một loại nữa. Thì với cái hoa này thì chúng ta có thể bơm một nhụy như thế này. Chúng ta có thể thôi, hoặc chúng ta cũng có thể cho thêm nhụy vàng nữa. Mẫu hoa tiếp theo, mẫu hoa cuối cùng, chúng ta sẽ tạo một mẫu hoa. Mẫu hoa nhiều cánh này. Nhiều cánh chồng lên nhau này.
chồng các lớp lên nhau tiếp này. Đó, chúng ta sẽ trồng hai lớp lên nhau. Và bơm nhị vào.